tưới dưỡng rễ bao giờ ngưng đó. Thì bao giờ ngưng đó, không phải là ngày tháng, không phải là 1 tháng 2 tháng hay 3 tháng đó. Nhưng mà bao giờ ngưng là nó tùy thuộc vào cái cây của chúng ta để chúng ta mới ngưng hay không ngưng ha, chứ không phải là. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều người, nhiều anh em hỏi em á, là chúng ta chăm sóc cây mai đầu năm này nè, thì chúng ta tiến hành tưới dưỡng rễ, và chúng ta tưới đến bao giờ thì chúng ta ngưng? Đó, một câu hỏi cũng rất là sát với các anh em ha. Vì chúng ta tưới dưỡng rễ mà chúng ta sử dụng suốt nó cũng không có ổn cái cây ha. Mà chúng ta giữ im cái một loại, ví dụ như anh em sử dụng cái dưỡng rễ N3M đi chẳng hạn ha, thì anh em giữ luôn cái đó để anh em tưới. Tưới thì nó dẫn đến nè, cái đọt này nè, nó phóng ra thực lực à, thực lực mà nó rất là yếu ớt ha. Đó, cái cành nó rất là dài, nó bỏ mắt nè, mắt lá nó bỏ dài vậy nè, dẫn đến là cái cây rất rất là xấu, không có đẹp. Và chúng ta chọn những loại dưỡng rễ như thế nào, và chúng ta tưới đến lúc nào thì chúng ta ngưng? Thì hôm nay em cũng chia sẻ với các anh em ha. Đó, thì như những clip trước em cũng hay có hay chia sẻ với các anh em đó, là sau Tết thì chúng ta tiến hành tưới dưỡng rễ, đó là N3M nha anh em. N3M, N3M anh em có thể tưới từ 1 đến 2 cữ. Khi nó có đọt rồi, kích đọt, khi nó ra được đọt rồi á, thì anh em sẽ đổi loại, anh em không xài cái thằng N3M nữa, mà anh em chuyển qua cái loại này nè, những cái loại như vậy nè. Rút 2 nha anh em. Rút 2 vậy ha. Đây, rút 2. Rút 2. Đó. Trường hợp mà cái cây của chúng ta khi mà nó ra lá rồi, ví dụ như ha, cái chồi lá của chúng ta nó ra mà nó màu xanh ngon lành hết rồi á, mướt hết rồi á, lá to lá lớn rồi, mướt hết rồi, thì chúng ta vẫn cứ tưới rót 2 này. Cứ 10 ngày tưới một lần nha anh em, 10 ngày tưới một lần. Thì đến bao giờ ngưng thì chút chút nữa em sẽ chia sẻ với các anh em ha. Đó, là 10 ngày tưới một lần nha anh em. Đó. Rồi còn trường hợp á, cái cây á mà nó ra những cái tạc đực chồi thứ nhất hoặc chồi thứ hai, chồi thứ nhất, thứ hai là kia đó, thì anh em quan sát những cái chồi lá này nè, nó có biểu hiện nó không có lớn lá, nó nhỏ lá, rồi nó có cái những cái dạng mà nó không có được sung cái cây lắm á. Đó, nó không có lá, nó không có được xanh ngon lành lắm á, thì anh em sẽ cứ kèm vô cái này đi. Đó, kèm này vô ha. Đó, kèm này vô đây. Thì cái này nha, với lại thằng này nè, pha chung nha anh em. Pha chung như thế nào, liều lượng như thế nào thì em có clip trước rồi nha. Anh em vào đường link ở phần mô tả, hoặc anh em bấm vào cái chữ ba xích mai vàng, chữ xanh xanh ở trên đầu, trên cái hàng trên cùng đó. Anh em bấm vào đó sẽ có những clip anh em xem để tham khảo cái liều lượng như thế nào của 10 ngày tưới 1 lần nha. Pha hai này chung đó, 10 ngày tưới 1 lần thì đến bao giờ ngưng đó. Thì bao giờ ở đây á là không phải là ngày tháng đó. Thì thường á là chúng ta tưới liên tục mà từ 1 tháng, tháng rưỡi hoặc 2 tháng đó. Có thể là 2 tháng rưỡi 3 tháng là chuyện bình thường nha anh em. Không sao, không sao hết. Tại vì cái thằng này nè, thằng rốt 2 này nè, nó không có thành phần NPK như thằng N3M, nó không có thành phần để nó làm cho cái đọt mai nó phóng dài nữa. Đó. Và cái thằng Riomigo này nè, nó hỗ trợ bộ rễ rất là hay nha anh em, nó ngừa đó, nó hỗ trợ bộ rễ ra rễ mới rất là ngon. Đó, thì anh em tưới liên tục, cứ 10 ngày tưới một lần nha anh em. Tưới đến khi nào mà anh em thấy cái cây mai á nó ra được chồi thứ hai. Đó. Ví dụ đây anh em ha. À, đây là cái đợt chồi thứ nhất nè, nhất ra đây ha, đây là đợt chồi thứ hai nè, nó chuyển màu như vậy nè nha, nó chuyển màu như vậy nè, kính như vậy nè. Rồi lúc này thì anh em có thể là giãn cách cái dưỡng rễ đó nó lại, giãn cách tức là bình thường á thì có 10 ngày anh em tưới dưỡng rễ nó loại đó một lần, 10 ngày là lặp lại một lần ha. Nhưng mà khi nó được tàn lá như vậy á thì anh em sẽ bổ sung thêm
Tức là chúng ta không có tưới cử này, tưới dưỡng rễ xong thì cử sau chúng ta không lại không tiếp tục tưới dưỡng rễ nữa, mà chúng ta chuyển qua cái phân dạng hữu cơ nha anh em. Hữu cơ ví dụ như humic nè, humic á, hoặc là bánh dầu, humic hoặc bánh dầu này kia đó ha. Này humic dạng này nè anh em, đây humic vậy nè anh em nha, dạng humic này nha. Nhưng mà cái humic này nè, anh em không có nhất thiết phải giống vậy nha. Miễn sao là cái thành phần axit humic nó cao cao một chút là được rồi. Đó, cái loại humic gì nè, nó là dạng phân hữu cơ nha anh em. Phân hữu cơ ha, nó hỗ trợ bộ rễ rất là tốt. Và nó giúp cho cái cây á, nó ngừa được những cái bệnh thối rễ này kia, rồi nó kích nó chồi nó nè nè, kích cây trồng vương chồi nè, đó. Mà nó hạ phèn tùm lum ha, khô vàng này kia ha. Tưới dạng dưỡng rễ dạng vậy đây, dạng phân á. Nhưng mà nó dạng humic nha anh em. Tưới dạng này ha. Thì anh em cứ dùng phân hữu cơ này nè. Rồi xen vào đó là một số cái loại phân viên. Phân viên cái kia đó ha. Rồi anh em cứ lặp đi lặp lại thay phiên nhau loại này loại kia. Thì khi cái đàn lá cây mai á, được cái chồi lá thứ hai mà nó già đi á. Đó, thì không ngưng ở đây á là không phải là chúng ta ngưng hẳn nha anh em. Không cái dạng dưỡng rễ rút hai được kia đó không phải là chúng ta ngưng hẳn nha. Hoặc chúng ta ngưng hẳn mà chúng ta vẫn tưới nó, nhưng mà chúng ta tưới tưới nó thưa ra. Ví dụ như lúc trước á, là 10 ngày chúng ta một tưới một lần đó, nhưng mà khi chúng ta ngưng á, là có thể là một tháng hoặc tháng rưỡi chúng ta tưới lại một lần đó, vì các mực lúc đó chúng ta đã sử dụng phân hữu cơ để chúng ta bổ sung cho nó rồi, hoặc là và cái phân NPK hoặc là phân DB ví dụ cũng đã bổ sung cho nó rồi. Thì chúng ta lâu lâu chúng ta vẫn phải sử dụng cái dưỡng rễ để chúng ta tưới cho nó, hỗ trợ vào rễ thôi, đơn giản ha. Chứ không cần phải chúng ta phải là sử dụng dưỡng rễ nhiều quá đâu. Khi mà chúng ta thấy cái cây chúng ta nó đã mạnh rồi, đã có những cái tàn lá ngon lành sung rồi, thì chúng ta có thể là ngưng hoặc là chúng ta giãn cách nó ra, giãn cách nó ra một tháng hoặc tháng rưỡi chúng ta sẽ tưới lại, đơn giản vậy thôi ha. Có thể là sử dụng loại dưỡng rễ là rót nè, hoặc là những loại mà hỗ trợ bộ rễ giống như humic hồi nãy đó anh em. Thì anh em có thể là chăm sóc được cái mai của chúng ta rồi. Còn một số anh em hỏi tới thời điểm này thì chúng ta phun phân bón lá được chưa? Thì em trả lời anh em nè, khi anh em đã đưa cái mai được ra nắng, nó thích nghi được cái ánh nắng. Ví dụ cây cỡ này ha, thì chúng ta đã đưa ra cây mai ra nắng hoàn toàn rồi. Tức là đợt ra được lá thứ hai rồi, cái tàn lá nó đã tương đối kín như vậy rồi. Thì lúc này cây mai nó cần thiết một cái lượng phân. Phân ở đây là qua gốc hồi nãy em đã chia sẻ rồi anh em ha. Còn trên lá thì anh em sẽ ngoài cái việc phun thuốc sâu, bọ trĩ và ngừa bệnh như là ví dụ như antracone hoặc mancozeb, thì anh em vẫn sử dụng cái phân bón lá để chúng ta phun, để chúng ta hỗ trợ cho cái lá nó xanh nữa nha, xanh mà nó to nữa. Hỗ trợ nhẹ thôi nha, đừng có xương dồn quá. Ví dụ như gừa rau mo 30-10 nè, còn đầu trâu 501. Còn trường hợp cái lá nó chưa xanh nữa thì anh em vẫn có thể là sử dụng những cái loại bổ sung vi lượng anh em, bổ sung vi lượng ha, để chúng ta phun. Thì chi tiết cụ thể như thế nào thì để mai mốt em phun rồi em quay lại cho anh em xem ha. Mấy bữa nay cũng cũng bận quá thì em cũng có phun rồi chưa có quay lại cho anh em xem được. Mấy hôm nay cũng bận nhiều công chuyện chưa có quay được anh em. Đó thì chia sẻ với anh em vậy ha. Thì anh em cứ từ từ anh em ơi, không có cần việc phải gấp gáp ha. Khi cái tàn lá kín rồi đưa ra nắng rồi chúng ta vẫn tưới phân định kỳ 10 ngày một lần. Cứ dưỡng rễ xong rồi phân hữu cơ xong rồi phân NPK, thì chúng ta xoay vòng vậy nha anh em, cứ 10 ngày một lần vậy đó ha. Còn trên tàn lá là phun thuốc sâu bọ trĩ rồi cứ 15 ngày 20 ngày gì đó là phun nó lại cái ngừa bệnh ví dụ antracone gì đó ha, hay mancozeb kia đó. Rồi chúng ta quan sát cái tàn lá nè, để chúng ta phát hiện kịp thời bệnh nấm hồng ha, bệnh nấm hồng để chúng ta ngừa kịp thời liền. Bệnh nấm hồng thì anh em sẽ phun cốc 55 nha. Còn ví dụ tay cành nó sáng lạng như vậy giờ anh em khỏi cần
mình không quan sát á, tay cành mà nó có rong rêu rồi cái lá, những cái cành nhỏ như vậy nè, mà lá nó không được xanh lắm mà nó vàng 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 này kia, thì anh em để ý liền, quan sát bên trong liền, để anh em theo dõi bệnh nấm hồng liền nha. Tại vì bệnh nấm hồng nó lan rất là nhanh, nhưng mà nó ít xảy ra trong cái thời gian này, đầu mùa mưa nó xảy ra rất là nhiều đó. Nhưng mà nói thêm để anh em tham khảo thêm ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong clip tuần sau nha.